Hai Thúy chào đại gia đình của kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình cái cách làm nước mắm gừng sao cho ngon ha. Và nó có cái độ sánh nè, và cái vị vừa ăn, và có cái vị đặc trưng nha cả nhà. Không có nước trong đây nha. Tại vì thường thường mình pha nước mắm gừng á, thường thường cả nhà mình hay cho nước sôi vào đúng không? Còn ở đây là Thúy tuyệt đối là không có nước ha. Để có cái tô nước mắm gừng để chấm với thịt vịt như vậy nè, ngon vừa ăn vừa miệng với gia đình mình á, thì với cái công thức rất là đơn giản hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình ha. Nè cả nhà nhìn nè, dĩa thịt vịt này mà chấm tới với nước mắm gừng này thôi, ôi thôi rất là tuyệt vời cả nhà. Thì cái với cái công thức này Thúy chia sẻ thì cả nhà mình chẳng những làm ở nhà ăn ngon nè, mà lại mình nếu mà mình có bán cháo vịt hay gì đó cả nhà, thì cả nhà nên áp dụng cái cách này ha, là ăn rất là ghiền luôn, mình có thể là bán rất là đắt khách đó nha cả nhà. Rồi bây giờ Thúy chia sẻ ha, với cái công thức rất là đơn giản không cầu kỳ nha cả nhà. Thì ở đây Thúy sử dụng một ánh gừng như vậy nè. Thì mình nếu mình làm một tô vừa vừa ăn một con vịt đó, thì trong gia đình đó thì mình dùng gừng khoảng 150g là được nha cả nhà. Từ 100g hoặc là 150g, hôm nay Thúy sử dụng hơn 100g à, không có tới 150g nha. Thì nếu mình thích ăn nó đậm mùi gừng đó, thì mình để hơi nhiều chút. Thì cả nhà giờ Thúy chia sẻ ha. Thúy cho vào đây 5 muỗng nước mắm. Thì nước mắm ở đây Thúy sử dụng cái nước mắm thường thôi, tại vì mình pha vô mình còn đường này nọ nữa, cho nên là mình chỉ sử dụng cái nước mắm thường là nó đã ngon rồi nha cả nhà. Do cái cách mình pha nó ngon thôi, chứ nước mắm thì Thúy sử dụng cái nước mắm thường của đệ nhị thôi. Và bây giờ Thúy cho vào 5 muỗng đường thì tỷ lệ 1:1 nha cả nhà. Đó. Nếu cả nhà mình á không có thời gian để mình hòa tan đó, nó hơi lâu á, thì cả nhà có thể bắt lên bếp ha, cho nó sôi lên nó thể mau tan hơn. Nhưng mà thường thường là Thúy làm Thúy để như vậy không à. Còn nếu mình làm số lượng nhiều, mình để mình bán hay gì đó, thì mình có thể là mình cho lên bếp ha, để không mất thời gian của cả nhà mình ha. Đó, mình cứ đánh lên gì nè. Đó, khi mà nó tan là rất là sánh nha. Thúy cắt ra một trái chanh, thì một trái chanh cũng hơi to nha cả nhà. Đó, Thúy cắt sẵn luôn rồi nè. Giờ Thúy cho nặng vào đây. Thì Thúy cắt theo cái độ dọc á, cho nên là Thúy cắt 3 thành 3 miếng. Mình cho một trái chanh vào, rồi mình cho thêm nửa muỗng hạt nêm nha cả nhà. Nếu cả nhà mình không sử dụng hạt nêm thì mình có thể sử dụng bột ngọt ha. Đó, tại nhà Thúy sử dụng hạt nêm á, cho nên Thúy cho vào hạt nêm để nó có cái vị đậm đà hơn. Rồi mình hòa tan hết rồi nè, mình biết ba cái hỗn hợp. Thì bây giờ Thúy cho gừng vào nè cả nhà. Đó, mình đánh lên. Cả nhà thấy nó sánh không? Nó rất là ngon luôn á cả nhà. Giờ mình cho vào mấy lát ớt. Nếu mà mình, tại nhà có mấy nhóc á, cho nên mình chỉ cắt vào thôi. Còn nếu mà cả nhà mình á ăn thích ăn cay, người lớn không á, thì mình có thể là, hoặc là mình làm mình bán, thì mình có thể là mình đâm ớt thêm nha cả nhà. Đó, để cho nó cay nó sẽ ngon hơn. Nè cả nhà nhìn nè. Thì với cái công thức này á, thì Thúy áp dụng rồi, Thúy thấy là mình ăn nó rất là ngon. Cả nhà nó không có bị loãng ha, vì mình không có cho nước vào á, thì chỉ có nước mắm với đường nè. Và với cái công thức thì mình làm cái tỷ lệ 1:1, và chanh á thì chỉ một trái. Còn nếu cả nhà mình làm nhiều thì mình cứ nhân đôi lên ha. Mình cứ nếu mình sử dụng nhiều á, thì mình muốn pha cái tô nước mắm lớn hơn thì mình có thể là nhân lên, hở 10 muỗng đường thì 10 muỗng nước mắm nha cả nhà. Hôm nay ở chỗ Thúy nè, mưa bão một ngày trời luôn á, cho nên Thúy quay video nó hơi ồn à, cả nhà thông cảm cho Thúy ha. Rất là ồn luôn á cả nhà. Thì với cái công thức á, làm nước mắm gừng như vậy nè, Thúy thấy rất là đơn giản mà nó lại ngon nữa cả nhà. Cho nên hôm nay á ở nhà luộc vịt nấu cháo nè để chấm nước mắm gừng. Giờ Thúy làm mới Thúy chợt nhớ đến, cho nên Thúy muốn chia sẻ với cả nhà mình ha. Để khi mà mình ăn thịt vịt mình có cái tô nước mắm gừng cho ngon để mình ăn. Quan trọng là khi mà ăn thịt vịt thì mình chấm cái quan trọng ngon hay không là cái chén nước mắm nha cả nhà. Cho nên sẵn Thúy làm Thúy chia sẻ ha. Cả nhà nhìn là hấp dẫn không? Thôi Thúy chia sẻ cái video làm nước mắm gừng đúng chuẩn để ăn với thịt vịt ha, ngon. Thì Thúy chia sẻ với cả nhà mình. Nếu cả nhà mình thấy hữu ích thì nhớ tặng Thúy một like nha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo hay hơn. Thúy bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau.